Xin chào tất cả quý vị, các bạn đã quay trở lại với Mỹ Hải. Nay Mỹ Hải tiếp tục vào nhà cháu Lầu mồ côi cha mà phải sống cùng ông bà nội nhé các bạn nhé. Nay vào Mỹ Hải sẽ trao phần quà của cô Tâm Đố ở bên Mỹ nhé các bạn nhé. Cô Tâm Đố có gửi cho Mỹ Hải là 200 đô. Nhờ Mỹ Hải sẽ mua một cái giường với lại đệm và màn, với lại là còn số tiền thừa ấy, Mỹ Hải cũng có mua được mì tôm và bánh kẹo ở trong này nhé các bạn nhé. Và với lại là cũng mua được hai bộ quần áo cho cháu Lầu. Nay thì cũng có ông bà nội của cháu Lầu đây, với lại là em trai đây à? Anh trai của Lầu á? À con bác à? À con bác. Đấy bây giờ là mình chuyển đồ vào thôi. Ấy ý trên này cứ múa. Cho đi nhá. Cho nó trên này nhá. Cháu Lầu thì đang bề đệm nha các bạn nhé. Nào là chị nha. Nhà chứ hả? Các bạn ạ, Mỹ Hải hỏi ông nội của cháu Lầu ấy, bà có nặng không? Ông bảo là có nặng nhé. Bê hết đồ chưa? Còn cả quần áo của cháu Lầu ở trong nữa đấy. Rồi. Đấy, cũng có vợ của anh Trá. Vợ của anh Trá thì cũng có đi chơi ở dưới làng dưới này. Nay thì Mỹ Hải cũng có gặp ở đây. Đâu rồi? Bây giờ là mình sẽ kê cái giường này vào để cho cháu Lầu sẽ nằm ở chỗ vị trí nào nhỉ? Tôi lóc bữa thừa, tôi chỉ lóc. Bữa nào? À, sẽ kê trong này cho cháu Lầu à? Ui, trong này. Ui, chật chội lắm. Để cũng lung tung lắm, tí mi vào mình xếp lại mi vào. Vâng. Đợi đi cái này đi. À, phải bỏ cái này ra thì mới lắp được à? Hả Mỹ vào? Vâng đúng rồi, thì mới kê được giường vào trong đấy. À. Ôi dồi ôi, cháu Lầu cũng nằm cái giường như này thôi á Mỹ vào? Cái giường này có gọi là giường nữa đâu, cái này thang giường hỏng hết rồi. Thang giường hỏng hết rồi. Này, cái này xách ghế nữa. Cái đệm này từ bao giờ về rồi? Đệm này chắc là nó phải hơn chục năm nay. Hơn chục năm nay á? Rách hết. Lâu về như này có chơi đá không? Bỏ luôn cái màn ra đây đi, mình mua màn vào đấy. Cắt cái góc màn kia ra. Ờ, ừ, tuần à? Tuần này chứ? Đấy, anh em hàng xóm ấy, cũng biết là cháu Lầu cũng nhận được món quà rất là ý nghĩa, cho nên là cũng vào đây để giúp và cũng như là để dọn dẹp vận chuyển trong cái giường cháu Lầu đang ngủ ở trong này, để lắp cái giường mới cho cháu. Vì cái giường này cao quá, mỗi lần mà cháu nằm và cháu dậy ấy rất là khó khăn. Cho nên là hôm nay mua cái giường thấp vào như này thì cháu mỗi lần cháu đứng dậy ấy thì sẽ tiện hơn. Đệm này là trước to quá xong mới bắt đầu gập lên như này đúng không? Ôi dồi ôi, đệm như này nghe. Đây này, thao từ bút lò. À. Các bạn ạ, Mỹ Hải cũng có hỏi rằng là cái đệm này này, mua hay như nào? Ông nội của cháu Lầu ấy cũng có nói rằng là cũng có cô giáo ở trên huyện cũng cho nhá. Ôi sao lại để tiền ở trên này đây đây? Có cả tiền đấy, cất tiền đi. Cho đây là tiền từ tàn hát chỉnh cho để cho được kiểu. À đây dắt giường như này là Mỹ bà này. Chỉ lấy mấy cái tấm
tre này, tre, đúng rồi. Bổ đôi ra, yeah. Xong rồi chị giải lên như này luôn. Ôi dồi ôi, từ từ bụi mới vào ơi, không để bê hẳn ra gì để đỡ bụi. Ôi dồi, từ từ. Giường vừa kéo mà nó tụt hết ra như này rồi. Ôi, cẩn thận. Lọt ra được không? Bây giờ là phải dỡ từng cái một ra. Đấy, bây giờ mình kê, mình bỏ ra được ngoài như này rồi, mình sẽ dỡ ra. Cho nên là nhà hơi tối. Những cái đấy là đóng đinh rồi hay sao ấy? Chia tách lại rồi. Chia tách bị bẻ luôn đi. Lo cái bớt chạy thẳng. Những cái vai giường này là không có ấy này, mỹ bà này, không có thanh ngang. Đúng rồi. Cho nên là hôm nọ là chỉ đục lỗ ra như này thôi. Gọi là giữ cái thang giường. Đúng rồi. Đấy, bây giờ là cái tủ ở trong này là phải bỏ ra đấy mới vào. Phải quét trong này đi hết đi. Tôi đẹp bò, tại cái nó chị tao. Nó mỏ cái rau chứ chưa? Nó mỏ cái rau chứ không? Ừ. Ôi, mỏ cái rau chứ không? Các bạn ạ, Mỹ Hải cũng có hỏi rằng là sáng nay là ông bà nội cháu lầu cũng có ăn gì? Rau một tó rau nhiều. Cũng chỉ là ăn như thường ngày. Đấy, bà nội cháu lầu cũng nói rằng là ăn như thường ngày. Cũng có rau bí ngạt. Với lại là cái nồi mèn mén thì vẫn ở cái góc bên này. Đấy, mèn mén vẫn đây. Không có gì che đậy. Nãy vào ấy, Mỹ Hải cũng có mua được hai cái lọ để đựng muối và một lọ sẽ đựng mì chính. Còn muối ấy, ông nội cháu lầu thì cũng chỉ để vào trong những cái túi như này thôi. Để ăn dần, không có gì để gọi là che đậy vào. Những cái ống đúa đây thì như thường lệ là như hôm thước phim ngắn mà Mỹ Hải đã từng quay cho các bạn xem rồi ấy. Vẫn vậy. Nhà ông bà thì cũng có tivi ở trong góc trong này. Nhưng mà mất điện được hơn một tuần nay do là trời mưa ấy, ảnh hưởng đường dây điện. Thế cho nên là chưa sửa được. Đấy, cháu bỏ cái bánh kẹo đấy ra. Đấy, nãy chú mua nhiều vào mà. Bỏ bánh kẹo, lấy một gói để bóc cho cháu. Đây, cho nó ăn trước một gói đi. Nha. Bóc cho cháu. Bóc cho cháu. Trên tay cháu đang cầm con gì đây? Con cầu cào. Đâu? Ồ, chơi con này à? Không có con gì chơi lại chơi con cầu cào này à? Ăn trước một gói. Trong này là chú có mua được hai cái lọ ấy mới vào. Lọ với quần áo. Để lấy quần áo cho cháu lầu mặc đi. Quần áo mới. Từ hôm nọ mình vào là cháu lầu vẫn mặc cái bộ quần áo đấy đấy. Lấy cái quần áo này ra và những cái thứ đồ này ra ngoài bàn này hết đi. Đấy, đặt ngoài bàn. Để cho cái bắp ngô cái tí nhặn lắm. Ướm thử cái bộ xanh xanh kia trước. Cái quần áo kia kìa. Cho cháu lầu mặc xem nào. Có vừa không? Sợ là số sai. Bỏ cái mát kia ra đó. Nóng lắm, bảo cháu ra ngoài này đi. Ui, từ từ mới vào giữ. Sợ em đứng xong em lại ngá thì dở đấy. Vừa không? Đấy. Vừa ngay, rất là đẹp. Đấy. Cho thay cả quần đi. Thay cả quần đi. Còn cái bộ kia là tí nữa để bảo ông bà nội của cháu sẽ giặt cho cháu thì mới sạch.
vì là mùa này mùa hè rồi. Chưa, vừa chưa mấy bà? Đẹp đấy. Rồi. Như như diễn viên điện tử à? Như Trang Hoàng Quốc. Đấy, đẹp ngay. Để... Ôi, đừng vắt đấy lại không biết là chỗ nào để giặt đâu. Để này xong là tí vào ông bà. Đấy, để ông bà tự cất cái bộ quần áo này là mới vào này. Đấy, cháu cầm cái bộ quần áo này xong là để treo ra ở chỗ góc nào đi. Để cháu mới hai bộ thì mới được thay liên tục. Để đi lắp giường là tôi luôn ra được. Được, được, đấy. Rồi, rồi. Vợ anh Trá cũng đi làng này đến làng nọ đấy nhỉ? Không, bình thường thì chẳng thế. Đúng rồi. Trời ơi. Vì là chị cũng bị tâm thần đấy, cho nên là chị lại không minh mẫn. Lúc này gặp chị bảo đang đi dạy học. Sao? Chị bảo nó đang đi dạy học. Này gặp chị bảo là chị đang đi dạy học à? Quần áo mới này. Nhiều là chị nhiều à? Nhiều. Cháu rất là mừng các bạn ạ. Tổ chức nhận diện quán này xong là chị đâu? Dạ rồi, có sáng ngồi tụt tụt. Ồ, khó à, qua này ấy, ít tụt phâu nhớ phùm mì cu. Tụt phâu à, tâm đố nè, nhớ phùm mì cu mà nữ, dùa tua chết dùa lúc ra tụt phù nhá. Tụt lao tụt tụt này, cháu sáng ngồi tụt phâu đưa. Ồ, cháu sáng tụt phâu. Đấy các bạn ạ, Mỹ Hải cũng có nói với là ông nội của cháu Lầu rằng là phần quà này là phần quà của cô Tâm Đố ở bên Mỹ. Cũng có gửi tiền về để mua giường với lại là mua quần áo cho cháu Lầu nha các bạn nhé. Ông thì cũng không biết nói tiếng phổ thông, ông cũng chỉ biết nói tiếng Mỹ Hải thôi. Cho nên là ông rất là cảm ơn cô Tâm Đố ở bên Mỹ. Mình là để ý cái vai giường nhá Mỹ bà nhá. Đợt trước là mình lắp là cái vai giường là mình cũng lắp bên đúng bên sai đấy. Ôi, phải bỏ cái tủ cái ra rồi. Giường này rộng hơn rồi. Phải bỏ ra. Với lại là những cái quần áo này này. Mỹ bà, những cái quần áo này là trong này là phải bỏ ra hết đi. Không chật trội oi và nóng lắm. Cái giường của cháu Lầu ở trong này này mấy bà, toàn nhét như này thôi không gấp gọn được. Bây giờ là phải bảo ông bà gấp đi. Chăn linh tinh. Đấy, phải gấp đi. Cái quần áo tôi một số tầng quần áo kiểu không mặc bao giờ. Có mặc ấy, cũng có mặc ấy. Trong hòn này là quần áo của các con gái lấy chồng vẫn để đây. À, trước là con gái lấy chồng là vẫn để gửi hòm ở nhà ông bà ngoại đúng không? Cái thùng gì ở trong này ra đây? Thùng cũng là thùng quần áo. Sao lại để xèng cả vào trong này? Ôi dồi ôi. Lưới cày này sao để lung tung thế? Bây giờ là phải bỏ cả cái thùng kia nữa cơ. Chưa chưa, phải bỏ hẳn ra cơ. Chưa vừa đây em ạ. Tụt tí chờ. Ta mới nhìn cho chắp bản này nè. Mình giỡn tay mua nhá. Ờ, mình giỡn mặt tay hò. Đây các bạn ạ, Mỹ Hải cũng có nói với ông nội cháu Lầu rằng còn những cái quần áo này, chăn màn bên này ấy, sẽ lấy cái túi bóng. Tí nữa lắp giường xong thì ông sẽ lấy túi bóng với lại là bà nội cháu Lầu ấy sẽ tự gấp lại để cho gọn. Gọn vào. Ôi, trong này cũng là cái giường, cũng là cái giường này mới vào này, phải không? Vâng, đúng rồi đấy. Giường này là giường giường để giường cũng bỏ rồi, bây giờ mới đức đổ thế này. À, để kê lên thôi chắc đúng không? Chắc là các con gái nhiều. À, nhà đông người thì phải làm nhiều giường. Đúng rồi. Vừa chưa? Cháu thử đặt đó, ngang sao xem nào. Đấy, vừa ngay mà. Nhưng mà ăn cả trắc tủ như thế thôi này. Tao lúc kể chưa mồm gì cả. Có cưa đi kia mà mới vào. Có cưa. Có. Đây đây, cưa đây. Nhà ông có cưa mà. Đây này, nhà ông có cưa rất là đẹp này. Đúng rồi. Cưa này cưa đẹp này. Nay Mỹ Sò lại bận. Thế cho nên là không thì chú sao bảo Mỹ Sò vào lắp cho nhanh. Nhưng mà Mỹ vào lắp mấy lần rồi mà nhỉ? Vâng. Xem lại cái vai xem nào. Đúng mà. Đầu bên nào đấy? Lần lượt đầu dưới xem nào. Đúng à, vai này vai ở bên dưới, vai này vai bên trên. Cháu làm rất là để ý. Rất là để ý à? Còn đợt trước là làm hai cái kia là không đúng đâu đấy. Về sau lại phải đi sửa lại đây.
Nãy mình vào mình không lấy cái rùi đục của mí sò vào nhỉ. Bạt cẩn thận nhá. Bạt nhỏ thôi mấy bạn. Ít thôi. Lắp xong được chưa? Gần được rồi. Đấy, hai anh em chú cháu đấy cứ lắp nhá. Để chú bảo ông sẽ để túi muối với là cho vào lọ. Ông bố, bọn trẻ đang chuột đầu luôn à, phương nó à? Ừ. Ừ. Mỹ Hải cũng có bảo ông ấy sẽ đổ muối vào trong cái lọ trong này. Để cho đỡ ẩm ướt nhá. Ờ, ông bắt tay đâu đi. Bây giờ là ông đang đổ muối vào trong lọ trong này. Còn bánh kẹo và mì tôm ở trên này thì chỉ là ông khắc tự cất. Ôi, uống này theo hù xì à? Mua bông mì chanh tròn đi chứ. À, ông cũng chỉ mua túi mì chính bé như này thôi. Mí Hải cũng có dặn rằng là sẽ đổ toàn mì chính cho vào trong này để ông đỡ phải treo. Cẩn thận, cẩn thận, tí lại đổ ra ngoài đấy. Ôi, đổ rồi. Vì là ông bà cũng rất là hoạt cảnh ấy, mua mì chính thì cũng không thể là dám mua túi to, cũng chỉ mua cái túi bé như này thôi. Gói này chắc mấy nghìn thôi. Ờ, ông muốn cà cháu. Ông muốn rửa đâu mà. Ông muốn rửa mà, ở trong này đâu mà. Ờ. Nó hả lô cà cà lý ạ. Chê chỉ lên một tấn hay rồi nhá. Một tấn nhá. Đấy, ông đã đổ được rồi. Ông sẽ để lên cái góc trên này thì sẽ sạch, muối đỡ phải bị ẩm ướt nhá. Đấy, gọn ngay mà. Ông bà thì không biết là đang nấu cái gì ở trong này đây. Đang đun bếp hay là đang nấu cơm trưa? Cháu lầu thì không có gì chơi, cầm một con gọc cào chơi thôi. Rất tội nghiệp cho cháu. Thôi, Mỹ Hải hứa rằng là một ngày gần đây nhất Mỹ Hải vào, Mỹ Hải sẽ mua đồ chơi cho cháu lầu. Còn không thì cháu cứ chỉ cầm có những cái con cào cào để chơi này các bạn này. Rất là thương cháu, vì là cháu đã không có đồ chơi gì thì thôi, chỉ bắt được con cào cào ngoài nương ấy để phải chơi thôi. Còn em trai đây là em trai là con của ông bác. Còn lầu đây là con ông chú. À, con của chú. Rồi. Trước em học hết lớp mấy rồi? Học hết lớp 9 rồi. Lớp 9 rồi à? À. Năm nay em bao tuổi rồi? Năm nay 23 tuổi. 23 tuổi. À. Em đã có vợ chưa? Vợ có rồi. Vợ có rồi á? À? Em mấy cháu rồi? Hai cháu. Hai cháu rồi á? À? 23 tuổi mà hai cháu rồi á? À? Nhanh thế. Cháu cả, cháu lớn của mình năm nay là được bao tuổi rồi? Cháu lớn là 3 tuổi rồi, học mẫu giáo rồi. Cháu lớn là học mẫu giáo rồi, còn cháu nhỏ? Cháu nhỏ đó nè. À. Mình một nếp một tẻ chứ hay là như nào? Đừng nhá. Có con trai con gái không? Không. Hai cô gái rồi. Hai con gái rồi á? À? À. Hai con gái thì mình chỉ đẻ từ 1 đến 2 con thôi. Đúng rồi. Để con cái sau này đỡ khổ nhá. Vâng. Có tiến tới có đẻ thêm nữa không? Không. Không, đừng đẻ nữa nhá. Không đẻ nữa, hai con đã đủ. Hai con đã đủ rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đừng đẻ thêm. Mình đã đi học hết lớp 9 về rồi ấy. Mình cũng phải tuyên truyền cho bà con trong xóm mình ấy là chỉ đẻ từ 1 đến 2 con thôi. Để con cái xong này đỡ khổ.
nhá. Để nhiều quá là mình khổ. Để nhiều quá mình khổ, đúng rồi đấy. Giờ là chỉ ghép vào nữa là xong đúng không? Vâng. Mí và dạo này lắp giường chuyên nghiệp phết rồi đây nhỉ? Đi làm mấy lần rồi mà. Làm mấy lần rồi. Dạ, một trái to như mông rồi nhỉ? Ăn nhỉ lúc ra này chỉ nhỉ? Rông nhiều, còn tụ tụ lâu nhỉ? Nhiều nhiều, rông hả? Cho xanh nha chưa? Ờ, cho xanh chưa? Ừ, tao là. Mỹ Hải có hỏi ông bảo là có giường mới cho cháu Lầu nằm như này rồi. Ông có mừng không? Ông bảo ông rất là mừng và giường rất là đẹp. Rất là cảm ơn. Ông chỉ nói là từ là rất là cảm ơn thôi. Có giường mới như này rồi ấy. Cháu Lầu mỗi sáng thức dậy ra ấy, đỡ phải vớt cho ông bà nữa rồi. Mọi khi là giường cao cháu lại không xuống được. Thế cho nên là mua cái giường thấp như này ấy. Vào thì mỗi lần sáng thức dậy mà cháu đứng dậy và lên xuống giường ấy, rất là tiện cho cháu. Cái cờ lê này của chú vặn dễ vặn hơn đúng không? Vâng. Như mọi khi là lấy cờ lê của cháu kia vào cứ phải dư nó khó. Thế đâm ra là nấy mua luôn. Cháu mới sò lắp cái giường như này là nhanh hơn cháu đấy nhỉ? Nhanh hơn không? Nó làm quen rồi. Mỹ Sò làm quen rồi. Nó đã làm mộc thì nó phải. Đã làm mộc là phải nhanh hơn à? Cho bất cứ chúng ta khảo sản thác chứ? Tao chứ không nên cho khảo. Ồ, chúng ta khảo chứ? Ừ, chúng ta khảo. Mỹ Hải cũng có hỏi ông rằng là cái ngô này vẫn chưa nhặt lên gác hết à? Ông bảo là hai ông bà thôi, cũng không có người ấy. Thế đâm ra là nhặt cũng chưa hết được. Cái này chắc cũng phải là làm cật lực thì cũng phải rơi tầm một ngày đấy thì mới hết. Còn em trai này đã có vợ chưa? Chưa, đang học. Đang học à? Em đang học ở đâu? Đang học ở ngoài. Đang học ở ngoài Mèo Vạc á? Vâng. Cấp 3? Vâng. À, năm nay lớp mấy rồi? À, hè xong là đi học lớp 12. Hè xong là đi học lớp 12? Vâng. Rồi rồi. Năm nay có được học sinh giỏi gì không? Không, rồi thì mộ, lớp 11 học sinh tiên tiến. À, lớp 11 là học sinh tiên tiến? Vâng. Đấy, mình ở tận trong này mà mình ra ngoài huyện học mà học sinh tiên tiến là giỏi rồi. Nhà em là có mấy anh em? Hai anh em. Anh thằng này là anh. Gọi em là em Úc. Em là em Út? Ừ, vâng. À, nếu thế là hai anh em, đúng không? Vâng. Cũng là con chú con bác của cháu Lầu đây. Đúng rồi. Rồi. Em ở ngoài kia là em ở trọ hay là có người nhà ngoài? Ở trọ. Ở trọ thôi à? À. Đấy, nay vào đây thì bác của cháu Lầu đây. Cũng nghe thông tin rằng là mua được giường vào cho cháu Lầu nằm. Bác cháu Lầu cũng rất là mừng. Mình cũng đến xem và ngắm nha các bạn nhé. Với lại là Mỹ Vào ơi, dạ. Cái đầu cao này tí là phải cho đổi đầu lại, cho vào trong. Cho vào trong rồi. Đúng rồi. Đấy, bác của cháu Lầu đây. Apa mua cho ta này nè. Đấy, đo vào đây. Đo vào giường đây, nếu mà dài thì mình sẽ cưa đi. Mới vào ông vào mồ hôi ấy nhỉ? Nóng mà, hôm nay nóng à? Hôm nay nóng à? Hôm nay nóng gác ấy. À đây. Dài quá, phải cưa đi một tí đi. Lái mình gì? Phải cưa đi. Phải cưa một tí đi. Mới vào đo chuẩn xong là cưa đi nhá. Cẩn thận vào thanh giường thế là lại vào thanh giường đây là tí lại xước hết đấy. Cho cái mà nó này. À
Ta xem à. Đấy một người nhấc lên. Ôi cẩn thận vào tay. Nó tua thả tôi vô đâu. Thì cần một người cầm nó. Cưa này Mỹ sò giỏi lắm. Mỹ bà ra vẻ là hơi nóng nóng ấy. Ôi cưa này cũng sắc nhỉ. Đấy, vừa luôn. Đây là mấy thanh rất mấy cái thanh này nhỉ? 5 thanh à? Đúng rồi, phải cho cái đầu cao vào bên trong kia kìa. Lúc nào ngủ đầu giường nó ở bên dưới. Đúng rồi. Đấy được rồi, lấy cái giáp giường giải lên trên. Đấy, em lấy cái giáp này đi, giải lên. Bà thì cũng đang thái thuốc lào đây này. Đấy, hôm nọ nhìn hai cái ghế thì biết đây là thấy thuốc lào mà. Đấy, hôm nọ vợ chú này bảo là sao lại cái ghế lại hai cái giống nhau đấy. Cứ thái vào như này là dần dần là ghế hắc mò lên mà. Đầu kia. Đúng rồi. Thái thuốc lào là rau, dao là phải cực kỳ sắt đấy. Đúng rồi. Hỏi bà xem nào, bà hái được cái lá gì lấn thêm đem nó gì sao thế à? Bò tự cho tê nó tự cho tê rồi à, bà hái cả lá táo mèo lá táo mèo lấn vào đây để hút đỡ nặng hay như nào? Đúng rồi, để đỡ nặng à. Còn nguyên lá thuốc lào thì lại nặng không hút được. Rồi bà thái cũng chuyên nghiệp phết nhỉ, bởi vì nó hút thuốc của em mà. Hút thuốc của em là phải biết thái à? Ở trong khu này hầu như là chị em phụ nữ là ai cũng đều hút thuốc nên là rồi. Ai cũng biết nghề đấy. Ôi cái ghế to như dày như này mà thái cùn ở như này là cũng lâu lắm vậy nhỉ? Vô cái này chắc là phải 2-3 năm. Đấy. Năm xong chục năm rồi. Nhân nó lại tiếp trung thầy. Hả? Tiếp trung thầy. Bà thái rất chuyên nghiệp. Xem bà thái xong như này xong tí bà còn làm gì nữa mới vào. Chắc là thái xong như này là cho vào túi bắn luôn thôi chứ hay như nào? Chỉ vo lại xong là bà cho vào túi thôi. Vo lại á? Vâng. Đâu vo kiểu gì? Xem bà vo xem nào. Đấy, trộn trộn như thế này cho nó đều lên. Đấy. Đây có thuốc lá, đây có cái lá thuốc lào nhiều đâu. Đây là lá thuốc lào là cái vàng vàng đây. Thế còn cái xanh này thì cũng ít thôi. Cho giấy vô. Cho giấy vô một cái ở trên này. Rồi giấy cho tế mà. Bạn nên mua mà. Hai giờ. À giờ chứ à, dân rồi dân mà vô rồi dân vô rồi bà không có, bà phải đi mua về thôi. À cái thuốc lào này là bà mua về à? Bà phải đi mua về. Dạ chị hầu nhà đấy bà trong không có như kiểu chỗ nhà em lử à? Đấy bà lại ông lại không hút thuốc lào, bà lại hút bà lại cắt cái túi mì tôm như này để đựng thuốc lào thôi. bà hút theo ông ấy à? Bà lại hút theo ông à? Ôi cẩn thận cái đệm đấy bẩn nhá. Cái mồm mẹ mẹ này. Tao ta chào mà thật sự như một bữa mà tôi tránh ra tao không chứ nhá. Yêu có tôi biết tu à, thật sự như mà một bữa à. Mua để tao tu hô nhá. Chẳng mà tu à. Ờ. Đây các bạn ạ, Mỹ Hải cũng có nói với ông nội cháu Lầu rằng là có giường chiếu đệm mới rồi. Trước khi đi ngủ là phải rửa giấy chân tay cho cháu để sạch sẽ trước khi lên giường ngủ nhá. Tao tao. Tao lò. Được rồi đấy. Rau là chị rau. Rau à. Chỉ bạn đa kể rau. Đấy bảo cháu Lầu thử trèo lên giường luôn xem nào. Đấy thích chưa? Giường mới nhá. Được cái giường như này là cháu Lầu đứng đi lại ấy, lúc đứng dậy ấy, rất là dễ. Nhưng mọi khi là cái giường cao quá xong là cháu Lầu đây là không dậy được đúng không? Vâng. Bây giờ bảo cháu thử dậy nào. Vì là giường thấp rồi. Ai bạn ai à? Giường cao là không không xuống được giường đâu đấy. Ôi dồi ôi, mỗi lần đứng lại
đứng dậy lên khổ sở thế. Ôi dồi ôi. Thôi rồi, xuống giường đi. Ui, vào, giữ. Ui. Thấy không, nếu mà cái giường cao kia làm sao mà cháu xuống được. Ngã. Đấy, như hôm nọ là ông bà bảo là mỗi lần phải xuống giường là ông bà phải bế xuống. Các bác đang nói cháu Lầu rằng là có cái giường thấp như này rồi ấy, xuống rất là dễ. Như mọi khi là giường cao ấy, bác trai của cháu Lầu đây là như mọi khi là giường cao là cháu còn ngã từ trên giường xuống ấy. Đấy, được giường rất là đẹp rồi. Tí nữa sẽ căng màn lại nữa là xong. Ô lên mấy quả táo này mà vi lu vi chả mấy giá mà u đó rồi. Vi chả mấy giá mà chơi sống mà u. Ồ, chơi sống mà u. Năn thì tới tàu. Đấy các bạn ạ, Mỹ Hải cũng có hỏi ông rằng là còn cái màn này Mỹ và sẽ căng cho luôn. Nhưng ông bảo là chiều nay ông sẽ chặt cây tre về để ông sẽ răng qua ở cái khu vực trên này này để vuông góc ấy. Với lại là hôm nay vào là lại không mang đinh vào. Ông bảo là ông sẽ chặt cây tre và còn cái màn thôi thì ông sẽ tự căng lấy. Ô lên mà tôi gì giờ? Nãy mà tôi ngáo lúc xa nè, tôi phao tâm đồ nhóc của mình cũng sát tiết tôi nhá. Chứ dù tàu này tôi mà ý gì nữa mấy của tàu tàu mấy một chê nhá. Ý mũi mà tôi nhá. Đây các bạn ạ, Mỹ Hải cũng có nói với ông nội cháu Lầu rằng cũng đã trao phần quà cho cháu Lầu ấy, cô Tâm Đỗ ở bên Mỹ. Cũng có gửi tiền về để Mỹ Hải mua giường, mua đệm. Bây giờ là cũng lắp xong. Thì Mỹ Hải cũng xin chào ông rằng là Mỹ Hải cũng xin phép là Mỹ Hải đi về ấy. Ông cũng có nói với Mỹ Hải rằng là đi rồi mấy hôm nữa hai cháu lại vào thăm ông. Đấy, bây giờ là Mỹ Hải sẽ chào cháu Lầu đây. Ông lấy ăn cho chuyện em về nhá. Chị lông một chị lô nhá. Với lại là bà ơi, còn cái bộ quần áo đỏ lúc nãy ấy, cháu đưa cho ông đi. Đưa rồi. Đưa chưa? Đưa cho ông cất rồi. Rồi, để đưa cho ông cất nhá. Thế chào mấy anh em nhá. Rất là cảm ơn hai em nhá. Rồi. Chào mấy anh em nhá. Rồi, anh nhỏ thì lo. Nhỏ nhá. Em mũi mà tua. Đây các bạn ạ, sau một thời gian ấy, Mỹ Hải cũng có trao phần quà của cô Tâm Đỗ ở bên Mỹ. Cũng mua được giường, mua được màn và thực phẩm đó cho cháu nhá. Giờ là Mỹ Hải cũng xin kết thúc cái video của Mỹ Hải tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của Mỹ Hải nhé.